Hay que tener ya. Quay từ trên xuống đúng không ạ? Đội tuyển Pháp đặc biệt là Pháp Văn Phúc, đội tuyển Trung Quốc. Đặt bóng chưa qua, đổi điểm bóng cho Trung Quốc. 1-0. Con Nguyên.
bị pha bóng lần qua rất hay. Trần Lễ, cầu thủ khi bên cánh bóng Trần Lễ đổi điểm cho công nhân Lâm Tiến. Mới đánh à? Vâng. 15-14 cho Kỳ Sơn. Bắt bóng ra ngoài.
đổi vào điểm bóng lại cho cá nhân mới ăn vào với đây. Cá nhân phát bóng thì rất tuyệt vời. Đặt bóng tiếp, bóng trong sân.